Vi Oanh khoe sắc vóc gái ba con. Ca sĩ Vi Oanh mặc điệu đà tôn sắc vóc gái ba con khi hội ngộ Hồng Ngọc và nhiều nghệ sĩ trong đêm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vi Oanh tham gia chương trình Tình Nghệ Sĩ tổ chức ở một phòng trà tối ngày 28 tháng 1. Ca sĩ cho biết dịp cuối năm cô khá bận rộn vì vừa tranh thủ đi diễn, làm từ thiện vừa thu xếp dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Ca sĩ diện váy màu vàng đồng, tùng xuề bổng cổ điển kết hợp túi xách hàng hiệu, khoe vẻ đẹp sang trọng, nữ tính. Hồng Ngọc mới về nước thăm người thân, bạn bè kết hợp chạy show ở nhiều tỉnh thành những ngày giáp Tết. Giọng ca mắt nai cha cha cha, mặc váy dạ hội lấp lánh. Xuyên thấu chụp ảnh cùng Vi Oanh trong hậu trường. Phượng Vũ phô diễn vòng 2 với áo crop top tay dài. Giọng ca trưởng thành từ The Voice 2015 cho biết sau chia tay bạn trai Tây, cô tập trung hết sức vào công việc, tạm gác lại chuyện tình cảm. Vũ Hà hào hứng tham dự đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ cả trong nước và hải ngoại. Khi gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả, anh thường được mọi người gọi đùa bằng biệt danh ngoại. Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, ca sĩ Phan Đinh Tùng, bìa phải, MC Quốc Bình, bìa trái, Hàn Huyên, chụp ảnh cùng Vi Oanh, Phượng Vũ trước khi lên sân khấu. Ca sĩ Lâm Hùng, bìa trái, đến ủng hộ chương trình do đàn anh Đàm Vĩnh Hưng, thứ ba từ trái qua, tổ chức. Vi Oanh thể hiện loạt ca khúc Đồng Xanh, Lại Gần Hôn Em và Con Tim Đã Vui Trở Lại trong đêm nhạc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.